Vua Lê Thánh Tông, vượng muối của triều Hậu Lê. Chuyện rằng trong lần cải trang vi hành, vua bắt gặp một nho sinh khoảng chừng 50 tuổi đang cúi đầu trên trang vở. Nhà vua đứng im nhìn ở phía xa, thấy người này mải mê đọc sách, thi thoảng lại cúi người húp một ngụm cháo loãng. Vua tiến lại gần hỏi nhỏ: "Chẳng hay cống sĩ húp cháo gì mà ngon thế?" "Bẩm quan, con đang húp cháo loãng, nhà con hết muối rồi," người này đáp. Sau đó nhà vua đi về, trong đầu nặng trĩu suy tư. Nhà vua về một lúc, quan nội thị đem ra cho vị cống sĩ ban nãy một khay nhỏ, bên trên có một chiếc hũ đậy lại bằng lụa và nói rằng: "Lọ muối này để ăn với cháo mới có sức học khuya được." Vị cống sĩ chưa biết đó là vua, vui vẻ nhận món quà và mở ra thì bất ngờ và cảm động khi bên trên khay đúng là muối. Không những vậy, còn có thêm cả chính bạc. Qua câu chuyện cho thấy vua Lê Thánh Tông là một vị vua rất chăm lo đến đời sống của nhân dân và đặc biệt là lực lượng sĩ tử, những người sau này có thể trở thành trụ cột của quốc gia.